Câu tiếp theo là xin thầy giải hết nghĩa của câu ân vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm là ý nghĩa như thế nào? Ân vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, ân mà đừng có dính mà cái suy nghĩ của mình đừng có dính đâu, thì nó sẽ sanh ra cái tâm đặc biệt là cái gì? Là cái tâm tánh Phật của mình. Tánh Phật của mình là cái tánh mà ở thế gian không ai hiểu, nó khác hẳn với thế gian, ta gọi là cái kỳ là kỳ diệu. Tâm là cái tâm đặc biệt kỳ diệu này, cái là đừng có dính sáu căn, đừng dính sáu trần, thì sẽ sanh ra cái tánh Phật mình sẽ thấy, thế nên ta gọi là như sanh kỳ tâm. Kỳ tâm là cái tâm đặc biệt thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo, ngón tay chỉ mặt trăng là có ý nghĩa như thế nào? Món trai chỉ kiều trăng là trong kinh nó dạy nè, Như Lai dạy ông đó, cái chân thật ông phải nói đến cái chữ thật, chỉ ngó đến cái chân thật chứ đừng có ngó cái tai là ý như thế nào. Thí dụ á, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ai cũng có tánh Phật mà không chịu nhận đi làm thuê, là mình phải chú ý cái tánh Phật á, chứ đừng có chú ý cái kinh sách, thấy không? Là muốn, bởi vì nó là cái chỉ cái sự thật, nó là cái mặt trăng đó, chứ không phải cái sự thật là cái ngón tay. Vì thế mà muốn hiểu cái gì, đọc kinh hiểu cái gì thì phải hiểu cốt tủy của kinh, chứ đừng có hiểu cái kinh giải thích. Kinh giải thích đó thì mấy ông thầy ông dạy không có đúng. Vì vậy mà trong kinh nó có một cái câu nè: y pháp bất y nhân. Y pháp là nghe lời cái lời dạy đó, chứ đừng có y lời cái ông đó nó dạy, cái ông đó lại không đúng đâu. Tất cả thế giới này người nào dạy đúng thì ông đó phải kiến tánh dạy mới đúng. Còn mà không kiến tánh, vì tiền, vì danh đi ra giảng, hoàn toàn sai hết.